Bài kinh số 60. Kinh không gì chuyển hướng. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo và đến tại Sala, một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala. Các Bà La Môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau: Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo đã đến Sala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa môn, Ba La môn, các loài trời, loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ ở Sa La đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Bà La Môn gia chủ ở tại Sa La đang ngồi xuống một bên: Này các gia chủ, các ông có vị đạo sư khả ý nào mà các ông có lý do đạt được lòng tin không? Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị đạo sư khả ý nào để chúng con có lý do đạt được lòng tin. Này các gia chủ, nếu các ông không có một đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng này mà thực hành. Này các gia chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Và này các gia chủ, thế nào là pháp không gì chuyển hướng? Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí, nhưng này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói đối nghịch với các vị sa môn, bà la môn kia. Những vị này nói như sau: có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn ấy nói những lời đối nghịch với nhau? Thưa dân bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành,
khẩu thiện hành, ý thiện hành. Và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị tôn giả Sa môn, Bà la môn ấy không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có đời sau. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoài mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh. Ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai. Bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có các loại quá sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có đời sau. Nếu có quan điểm nào nói rằng có đời sau, thời đó là một chánh kiến. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai suy tư rằng có đời sau, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng có đời sau, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng có đời sau, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai thuyết phục người khác là có đời sau, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vì ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến.
Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sao? Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện chú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn cho đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán. Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương hữu luận. Nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người trí tán thán. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp không dị chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn bởi vị này, chấp nhận cả hai phía, bỏ qua hai phía bất thiện pháp. Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất, thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp xúc của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn nói những lời đối nghịch với các sa môn, bà la môn kia. Các vị này nói như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất, thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí, điều phục, tự chế, nói thật đều có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Vì sao vậy? Này các gia chủ, có phải những sa môn, bà la môn này nói lời đối nghịch với nhau? Thưa dân, bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, có những sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm không đưa đến phước báo. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp thân thiện hành, thẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, thẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn, bà la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp, vì rằng có tác dụng. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có tác dụng, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có tác dụng,
Nếu có ai suy tư rằng không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: nếu không có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới có tà kiến, chủ trương không tác dụng. Nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh, ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai. Bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm như trên, có đưa đến phước báo. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng có tác dụng, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch của các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện chú, thiên giới cõi đời này. Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, người này theo thiện giới có chánh kiến, chủ trương có tác dụng. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người trí tán thán, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vì này chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp.